Diễn biến bầu cử Mỹ được hâm nóng bởi cuộc đối đầu trực tiếp giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Sau cuộc đụng độ ngày 10 tháng 9, hai ứng viên có buổi gặp mặt đầy thú vị tại New York. Ông Trump chưa nguôi giận về công tác tổ chức, hướng buổi dùi công kích mạnh mẽ kênh ABC News. Trong khi đó, trên chiến trường Đông Âu, Liên minh Mỹ-Anh để ngọ khả năng thay đổi quy định về vũ khí tầm xa. Trước khả năng xung đột leo thang, Nga nhất mực phủ định nhận vũ khí chuyển giao từ Iran. Cùng lúc đó, trên CNN tung bằng chứng khiến Moscow khó có thể biện minh. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ muốn chuyển mối quan hệ hướng về phương Đông. Tuy nhiên, sự thay đổi của chính quyền Ankara đang vấp phải những trở ngại nghiêm trọng. Những thách thức đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết trong chương trình Thời sự quốc tế. Quý vị đang đến với chương trình Thật Sự Quốc Tế, diễn biến chiến trường Đông Âu và xung đột tại Trung Đông cùng với chuyển động kinh tế chính trị toàn cầu sẽ được gửi đến quý vị ngày sau đây. Cập nhật những thông tin từ diễn biến bầu cử Mỹ. Sau buổi tranh luận trực tiếp, phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Trump vừa có một buổi gặp mặt và cả hai đứng cách nhau chỉ vài feet trong sự kiện kỷ niệm 23 năm vụ tấn công cực đoan ngày 11 tháng 9 năm 2001 hai người bắt tay nhau khi mới đến đài tưởng niệm và dường như đã nói chuyện trong vài giây. Tổng thống Joe Biden và bạn đồng hành của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Thượng nghị sĩ J.D. Vance cũng có mặt trong sự kiện lần này. Sau đó, Tổng thống Biden và Phó tướng Harris rời buổi lễ lúc 9 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương, khi cả hai dự kiến sẽ đến lầu năm góc vào cuối ngày. Sự kiện tại New York vào sáng ngày 11 tháng 9 đánh dấu lần tương tác trực tiếp thứ hai của ông Trump và bà Harris. Cuộc tranh luận đầu tiên và có thể là duy nhất giữa hai người đã được tổ chức tại Philadelphia vào tối ngày 10 tháng 9. Hai ứng viên đã đối đầu về nhiều vấn đề từ quyền sinh sản, tăng trưởng kinh tế đến khủng hoảng chủng tộc và nhập cư. Theo trang tin The Hill, Bà Harris đã có màn trình diễn sắc sảo và khiêu khích Trump trong cuộc đụng độ đầu tiên. Liên quan đến cuộc tranh luận trực tiếp ngày 10 tháng 9, cựu tổng thống Trump chỉ trích ABC News về cách điều hành và ám chỉ ông Trump muốn tham dự một cuộc tranh luận khác trước ngày bầu cử. Trang tin The Hill cho hay, ngay buổi sáng ngày 11 tháng 9, sau khi kết thúc tranh luận, ông Trump đã gọi điện đến chương trình Fox and Friends và chỉ trích ABC vì cách họ kiểm tra thực tế về các tuyên bố của ông. Ông cũng đề xuất cho rằng kênh này nên bị thu hồi giấy phép phát sóng. Ông nói, ba chọi một, đó là một thỏa thuận gian lận và tôi cho là mọi thứ đã diễn tiến như vậy. Nhiều người rất tức giận về điều đó. Bạn biết đấy, bạn có các tổ chức tin tức tham nhũng, bạn có rất nhiều người xấu, thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ ABC đã bị tác động. Thành thật mà nói, họ là một tổ chức tin tức, họ phải được cấp phép để làm việc, và họ nên bị tước giấy phép nếu vi phạm quy định. Theo trang tin The Hill, ông Trump đặc biệt chỉ trích những người điều phối vì không phản đối cách bà Harris mô tả bình luận của ông về vụ bạo lực năm 2017 ở Charlottesville, hay cách bà mô tả tuyên bố của ông Trump rằng sẽ có một cuộc tắm máu nếu ông thua vào tháng 11 những nhận xét mà ông và những người ủng hộ cho biết là ám chỉ cụ thể đến nền kinh tế. Đảng Cộng hòa đã dành phần lớn thời gian sau cuộc tranh luận để tấn công những người điều phối, lập luận rằng họ đã kiểm tra thực tế quá mức đối với vị cựu tổng thống. Về phía bà Harris, sau buổi tranh luận trực tiếp, chiến dịch tranh cử của phó tổng thống đã nhanh chóng kêu gọi một cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 10. Với ông Trump, khi được hỏi liệu ông có tham gia một cuộc tranh luận khác hay không, vị cựu tổng thống cho biết ông không muốn Ông nói, tôi không muốn vì tôi đã thắng nhiều cuộc tranh luận. Tuy nhiên, cứ để thời gian qua đi và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chi tiết về vấn đề này, Fox News đã viết thư cho cả hai chiến dịch vào tối ngày 10 tháng 9, đề nghị tổ chức một cuộc tranh luận vào một trong ba ngày của tháng 10 tại một tiểu bang giao động. Nhưng ông Trump cho biết ông sẽ không muốn tham dự một cuộc tranh luận như vậy nếu được tổ chức bởi những người dẫn chương trình như Martha McCallum và Brett Baier, những người đã điều hành các cuộc tranh luận tổng thống trước đây. Tôi không muốn Martha và Brett, ông Trump nói. Thay vào đó, ông cho biết, ông sẽ cảm thấy ổn với một người dẫn chương trình có quan điểm ủng hộ như Sean Hannity, Jesse Waters hoặc Laura Ingraham điều hành. Ông nhận xét, hãy cho những người khác một cơ hội. Tôi không nghĩ Martha và Brett đã làm tốt trong buổi tranh luận vừa tổ chức. Thông tin khác liên quan đến Hoa Kỳ, chính trường Mỹ vẫn chưa hết hào hứng sau màn tranh luận trực tiếp gần đây giữa hai ứng cử viên tổng thống, đại diện đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Theo tạp chí Newsweek, Thượng nghị sĩ Chady Vance đã chia sẻ về khoảnh khắc ấn tượng nhất trong cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris, đồng thời nhận định vị cựu tổng thống đã thể hiện đủ sức mạnh để vượt qua đối thủ. Cuộc tranh luận căng thẳng này xoay quanh các vấn đề như nhập cư và kinh tế, Mặc dù nhiều người cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã chiếm ưu thế trong suốt 90 phút tranh luận, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump vẫn có một số phát biểu mạnh mẽ, được nhiều người ủng hộ và đồng minh chính trị của ông Tán Dương. Sau cuộc tranh luận, Thống đốc Ted Phó tướng đồng hành tranh cử của ông Trump, đã trả lời phỏng vấn trên chương trình của đài Fox News và trêu đùa rằng bà Harris dường như đang bắt trước các đề xuất chính sách của bộ đôi đảng Cộng hòa trong chiến dịch. Ứng viên Trey Vance đua cợt. Bây giờ bà Harris hành động trông rất giống ông Trump. Có lẽ bà ấy đã gia nhập nhóm MAGA, Trước đây, ông Trump cũng chỉ trích về việc bà Harris đã thay đổi quan điểm trong vài năm qua. Ông phát biểu, những gì bà Harris tin tưởng 3 hay 4 năm trước đã không còn nữa. Giờ bà ấy đang theo triết lý của tôi. Thực ra, tôi còn định gửi cho vị phó tổng thống của chúng ta một chiếc mũ MAGA. Khi thống đốc Vance nhắc lại câu nói này, người dẫn chương trình Sin Hannity chen vào, đó là một câu rất hay. Đồng thời, thống đốc bang Ohio cũng đáp lại, vâng, đó là khoảnh khắc tôi thích nhất trong cuộc tranh luận. Ông Vance giải thích, phó tổng thống Kamala Harris là một chính trị gia cấp tiến, nên đang cố gắng điều chỉnh các chính sách của mình giống với cựu tổng thống Donald Trump. Bà ấy biết rằng đó là điều người dân ủng hộ, nhưng thực chất bà ấy không tin vào điều đó. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Jay Devance cũng liệt kê những vấn đề mà nữ ứng viên tổng thống Mỹ từng thay đổi lập trường, bao gồm biến đổi khí hậu, trật tự xã hội và nhập cư. Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN ngày 29 tháng 8, bà Harris từng đề cập đến việc thay đổi quan điểm vì Phó Tổng thống khẳng định, mặc dù góc nhìn có thể khác, nhưng các giá trị của bà không hề thay đổi. Trong khi đó, ở khu vực Đông Âu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Anh đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một chuyến thăm bị gián đoạn bởi các cảnh báo không kích. Cả hai tiết lộ sự ủng hộ với Ukraine, nhưng không có đột phá nào về các vũ khí tấn công tầm xa vào Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lamy có mặt tại Kiev vào thời điểm quan trọng trong cuộc đấu tranh của Ukraine chống lại Nga, cho biết họ đã thảo luận về các mục tiêu chiến tranh của Ukraine và những gì họ có thể làm để giúp đỡ. Reuters ngày 12 tháng 9 dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, ngoài những vấn đề khác, chúng tôi đã thảo luận về hỏa lực tầm xa. Tuy nhiên, tôi cần đưa các vấn đề trở lại Washington để báo cáo với Tổng thống về những gì đã nghe. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Lamy chia sẻ, chúng tôi đã lắng nghe cẩn thận và tất nhiên chúng tôi đang thảo luận về một loạt các vấn đề, bao gồm cả những thiết bị quân sự mà Ukraine cần để giành chiến thắng. Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng cho biết những cuộc thảo luận này có thể sẽ được tiếp tục trong vài tuần nữa. Một nhận xét sẽ khiến người Ukraine thất vọng khi hy vọng phương Tây nhanh chóng xóa bỏ nỗi lo về việc leo thang chiến sự. Trong cuộc họp báo khi được hỏi liệu có lạc quan về thỏa thuận về vũ khí tầm xa hay không, Tổng thống Ukraine Zelensky nói đùa rằng điều đó phụ thuộc vào sự lạc quan của các đối tác với Ukraine. Ông nói, ít nhất hãy trông đợi vào một số quyết định mạnh mẽ. Đối với chúng tôi, điều đó rất quan trọng. Thời gian qua, Washington và một số quốc gia châu Âu lo lắng việc dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa, có thể khiến Nga tiến tới một cuộc xung đột trực tiếp với phương Tây, Hoa Kỳ và các đồng minh cũng thừa nhận rằng Ukraine cần nhiều sự giúp đỡ hơn nếu muốn xoay chuyển cuộc chiến theo hướng có lợi. Về phía Moscow, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết, quốc gia này sẽ coi Hoa Kỳ và các đồng minh là bên tham chiến nếu họ cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 11 tháng 9 vừa lên tiếng bác bỏ các báo cáo đưa thông tin Iran đã vận chuyển tên lửa tới Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, các tuyên bố về nhiều vụ chuyển giao là những thông tin vô căn cứ. Ông nói, chúng tôi đã nghe rất nhiều đồn đoán về một số loại vũ khí nhất định được chuyển giao cho Liên bang Nga. Không có cơ sở nào cho những thông tin đồn đoán loại này. Chúng tôi phát triển quan hệ với tất cả các nước trên thế giới. Chúng tôi hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy vì lợi ích quốc gia. Trước đó, theo thông báo ngày 10 tháng 9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho rằng Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran và có khả năng sẽ sử dụng ở Ukraine trong vài tuần sắp tới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cảnh báo sự hợp tác giữa Moscow và Tehran đang đe dọa đến tình hình an ninh của khu vực châu Âu. Liên quan đến hoạt động của Moscow, hình ảnh vệ tinh được chia sẻ với kênh CNN cho thấy một tàu chở hàng của Nga bị nghi ngờ chở tên lửa đạn đạo của Iran. Tấm hình này được chụp tại một cảng của Nga trên biển Caspi cách đây một tuần. Cụ thể, con tàu chở hàng này có mặt tại cảng Oriaba của Nga trong ngày 4 tháng 9. Theo dữ liệu theo dõi, con tàu này trước đó đã có mặt ở cảng Amirabad của Iran trong ngày 29 tháng 8. Theo nhận định ngày 10 tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng cảng Oliaba để vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm gần từ Iran đến Nga. Khi trừng phạt cảng Oliaba và một số tàu khác, thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ có đoạn. Vào đầu tháng 9 năm 2024, Nga đã nhận được lô hàng tên lửa đạn đạo tầm gần đầu tiên từ Iran. Cuối tuần trước, CNN đưa tin, Iran gần đây đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine, một sự leo thang đáng kể trong sự ủng hộ của chính quyền Tehran với Moscow. Từ khi xung đột Đông Âu bùng phát, mối quan hệ quân sự giữa Iran và Nga đã trở nên chặt chẽ hơn. Iran đã cung cấp hàng ngàn máy bay không người lái tấn công Shahed cho Nga và theo các quan chức Hoa Kỳ, chính quyền Tehran đã xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Nga. Hình ảnh vệ tinh xuất hiện một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Mỹ tin rằng quân đội Nga đã nhận được các lô hàng tên lửa đạn đạo Fateh-360 của Iran. Có khả năng Nga sẽ sử dụng số khí tài này trong vòng vài tuần tới để chống lại Ukraine. Được biết, Fata-360 có tầm bắn lên tới 120 km và có thể mang theo tải trọng 150 kg. Mặc dù tải trọng ít hơn nhiều loại bom trên không của Nga, nhưng Fata-360 sẽ hữu ích khi nhắm vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine từ khoảng cách xa. Với đặc tính là tên lửa đạn đạo, Fata-360 sẽ khó bị đánh chặn hơn nhiều. Về phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Syed Abbas Araki phủ nhận việc quốc gia này cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Thông tin đăng tải trên nền tảng xã hội X của ông arachi nêu rõ, một lần nữa Hoa Kỳ và nhóm Anh, Pháp, Đức hành động dựa trên thông tin tình báo sai lệch và logic sai lầm. Iran không chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga, chấm hết. Các quan chức Ukraine được CNN liên hệ trong ngày 11 tháng 9 đã từ chối bình luận thêm về vấn đề này. Thông tin khác liên quan đến Nga, Tổng thống Vladimir Putin vừa yêu cầu một đội máy bay chiến đấu của Moscow sẽ hộ tống ông trong chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này có thể làm chậm lại kế hoạch công du của nhà lãnh đạo Điện Kremlin trong vài tuần tới. Theo tạp chí Newsweek, nếu Tổng thống Putin di chuyển cùng với máy bay chiến đấu Nga, hành động này có thể kích hoạt hệ thống phòng không của nato tại thổ nhĩ kỳ lâu nay chính quyền ankara vốn là đồng minh lâu năm của nato duy trì sự cân bằng thận trọng và thường gặp khó trong việc cân bằng vị thế giữa liên minh và mối quan hệ với nga một cựu đại sứ thổ nhĩ kỳ giấu tên cho biết chính quyền ankara có thể điều máy bay chiến đấu để hộ tống các nguyên thủ quốc gia đến thăm tuy nhiên vị cựu đại sứ nhận xét tôi không thể nhớ bất kỳ chuyến thăm nào mà các nguyên thủ quốc gia nước ngoài lại muốn mang theo nhiều chiến đấu cơ riêng một đại sứ giấu tên khác thông tin thêm, với Thổ Nhĩ Kỳ không có hướng dẫn chắc chắn nào về yêu cầu sử dụng chiến đấu cơ riêng, khiến cho các quy định trở thành một vùng xám. Theo phương thức hoạt động hiện tại, hệ thống phòng không của NATO được cho là có thể phát hiện ra máy bay chiến đấu của Nga và phân loại các máy bay này là mối đe dọa. Nguồn tin của Newsweek cho biết, Ankara không có ý định tắt hệ thống liên minh để đáp ứng yêu cầu của Nga. Theo kế hoạch, chuyến công du của Tổng thống Putin được diễn ra vào đầu tháng 10 khúc mắc về máy bay chiến đấu của Nga khiến chuyến đi có thể bị trì hoãn. Thông tin bên lề cũng cho biết, các quan chức Nga cho rằng các khách sạn lớn nhất của Ankara vẫn là chuỗi khách sạn do Hoa Kỳ sở hữu, là những địa điểm không an toàn cho nhà lãnh đạo Điện Kremlin. Cũng liên quan đến mối bàn giao của Nga, sự can thiệp của Đức dường như đã làm gián đoạn kế hoạch của Nga nhằm hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, theo trang tin Interi News, tập đoàn hạt nhân nhà nước Garosatom đã có động thái ký kết thỏa thuận với các nhà cung cấp Trung Quốc để thay thế các bộ phận từ công ty Siemens Energy của Đức. Tuy nhiên, theo chia sẻ ngày 11 tháng 9 của Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Apaslan Bayrata, việc Siemens Energy không giao các bộ phận sẽ làm chậm hoạt động của lò phản ứng đầu tiên tại Akuzu, một khu vực trên bờ biển địa Trung Hải. Tình hình này khiến Rosatom thêm khó xử khi tập đoàn này tìm cách mở rộng đáng kể hoạt động hạt nhân để khẳng định năng lực xây dựng các nhà máy điện hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Sự chậm trễ cũng gây khó cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi ông muốn lò phản ứng đầu tiên của nhà máy Akuzu, công suất 4.800 MW, được đưa vào hoạt động trùng với lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Barata, Siemens Energy không đưa ra lý do nào để giữ lại các bộ phận. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rằng quyết định không giao hàng có thể liên quan đến các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Moscow. Với tiến độ này, các quan chức năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ hy vọng lò phản ứng Akosu đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, ba lò còn lại sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2028. Theo trang tin Intel News, việc xây dựng nhà máy Akosu bắt đầu vào năm 2013. Về mặt chi phí, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phải chịu khoản nợ hơn 35 tỷ đô la. Thông tin khác liên quan đến Nga, theo tạp chí Newsweek, Tổng thống Vladimir Putin bị cáo buộc phóng đại số lượng tàu chiến của Moscow tham gia cuộc tập trận quân sự Ocean 2024. Được biết, cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của Trung Quốc và kéo dài đến hết ngày 16 tháng 9, đã diễn ra trên Thái Bình Dương, Bắc Ban Dương, Địa Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, cùng ít nhất 125 máy bay quân sự và hơn 90.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận này. Tuy nhiên, cựu phát công viên hải quân Ukraine Dmytro Platonchuk cho biết, giữa lúc xung đột với Ukraine đang leo thang không có hồi kết, hải quân Nga đã chịu tổn thất nặng nề. Theo đó, lực lượng Kiev đã đánh chìm một số tàu chiến quan trọng của Moscow, trong đó có tàu tuần dương Nga và vô hiệu hóa khoảng một phần ba hạm đội biển đen. Các chuyên gia ước tính, số tàu hiện tại của Moscow chỉ đạt khoảng một nửa con số mà Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trang điều tra Agents 4 dẫn lại số liệu từ bản xếp hạng Global Naval Powers năm 2024 chỉ ra rằng, Hải quân Nga hiện chỉ có 265 tàu chiến, tàu ngầm và tàu tuần tra. Bên cạnh đó, Athens4 cũng trích dẫn dự án RaptureShips.info cho rằng Hải quân Nga có tổng cộng 299 tàu và tàu ngầm. Tuy nhiên, khi trừ đi hàm đội biển đen vốn không tham gia Ocean 2024, chỉ có khoảng hơn 200 tàu chiến và tàu ngầm về mặt lý thuyết có thể tham gia tập trận. Trong khi đó ở khu vực châu Âu, Tờ Telegraph đưa tin Hải quân Hoàng gia Anh đang cân nhắc sử dụng tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép hoạt động liên tục trên biển trong nhiều năm. Theo một kế hoạch dài hạn, Hải quân Hoàng gia đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng hạt nhân cho các tàu chiến mặt nước. Hiện tại, Anh chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân cho tàu ngầm, nhưng Bộ Quốc phòng đã phát đi yêu cầu thu thập thông tin về công nghệ hạt nhân thế hệ thứ tư, bao gồm các lò phản ứng hạt nhân lớn và lò phản ứng mô đun vi mô. Tờ Telegraph cho biết, các tàu sân bay Mỹ như Nimitz và Chera R4 đều sử dụng năng lượng hạt nhân, trong khi hai tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh là HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales, mỗi chiếc có giá 3 tỷ bảng Anh lại sử dụng động cơ ga và diesel. Được biết, cả hai tàu này đều gặp sự cố kể từ khi ra mắt. Trong đó, tàu HMS Queen Elizabeth đã phải rút khỏi cuộc tập trận NATO vào tháng 2 vì sự cố trục cánh quạt, còn HMS Prince of Wales cũng gặp vấn đề tương tự vào năm 2022. Cựu chỉ huy hải quân Tom Sharp cho rằng yêu cầu này là một kế hoạch thận trọng của Bộ Quốc phòng, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về khoản chi phí khổng lồ của kế hoạch. Ông nhấn mạnh, khi sử dụng năng lượng hạt nhân cho tàu chiến, cần cân nhắc giữa chi phí và lợi ích. Đối với tàu ngầm, lợi ích là rất lớn, nhưng với tàu mặt nước, lợi ích không nhiều nên cần cân nhắc về số tiền sẽ bỏ ra. Thời gian qua, chiến lược Net Zero của Anh công bố năm 2021 cũng nhấn mạnh vai trò của năng lượng hạt nhân trong việc giảm phát thải. Bộ Quốc phòng dự kiến thu thập thông tin chi tiết về thiết kế lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ tư cho tàu mặt nước lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hoạt động triển khai tàu chiến hạt nhân ở Anh sẽ đối mặt với nhiều thách thức do chi phí và các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo trì cũng như cách vận hành. Chuyển sang những thông tin về khu vực Trung Đông, lực lượng Hamas cho biết các nhà đàm phán tái khẳng định sẽ sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức dựa trên đề xuất trước đó của Hoa Kỳ mà không có điều kiện mới nào. Reuters ngày 12 tháng 9 đưa tin nhóm đàm phán Hamas được dẫn đầu bởi quan chức cấp cao Khalil al đã gặp các nhà trung gian bao gồm Thủ tướng Qatar và Giám đốc Tình báo Ai cập tại Doha để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Gaza. Theo thông tin từ Giám đốc CIA William Burns, nhà đàm phán chính của Hoa Kỳ về Gaza, một đề xuất ngừng bắn chi tiết hơn sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. Trước đó, theo đề xuất vào tháng 6 do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát thảo, các bên sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn ba giai đoạn để đổi lấy việc thả các con tin Israel. Cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 11 tháng. Vấn đề còn tồn tại bao gồm quyền kiểm soát hành lang Philadelphia, một dải đất hẹp trên biên giới Gaza với Ai Cập. Trang tin The Hill ngày 11 tháng 9 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn sâu sắc trước sự ra đi, hoàn toàn không thể chấp nhận được của một nhà hoạt động người Mỹ tại Bờ Tây. Đồng thời, ông yêu cầu Israel phải nhận trách nhiệm trong vụ việc đau lòng này. Trong tuyên bố của mình, ông Biden đã lên án vụ binh sĩ Israel tấn công Esinur Egi Aji, cô gái 26 tuổi đến từ Sito, khiến nhà hoạt động này thiệt mạng trong lúc tham gia một cuộc biểu tình ở bờ Tây. Israel thừa nhận trách nhiệm sau vụ việc. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây là kết quả của một sai lầm do tình huống leo thang không mong muốn tổng thống biden khẳng định chính quyền của ông sẽ tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với các quan chức israel ông đồng thời nhấn mạnh chính quyền tel aviv cần phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo những sự cố tương tự không tái diễn ngoài ra nhân vật đứng đầu nhà trắng cũng đề cập đến tình hình bạo lực ở bờ tây ông cam kết sẽ ủng hộ những chính sách buộc tất cả các bên cực đoan phải chịu trách nhiệm cho hành động cản trở hòa bình trước đó tổng thống biden cho biết ông đang tìm hiểu thêm về cái chết của cô aji cho rằng đây có thể là một tai nạn anh Hamid Ali, bạn đời của cô gái xấu số, đã nói rằng họ chưa nhận được phản hồi từ phía Nhà Trắng kể từ khi sự việc xảy ra. Được biết, ông Joe Biden hiện đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ cả hai đảng về cách xử lý cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Khi bạo lực đã khiến nhiều người thiệt mạng, Tổng thống cũng nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel, nhưng ông cho rằng các bên cần nỗ lực nhiều hơn để chấm dứt cuộc xung đột tại giải Gaza. Trong khi đó, ở khu vực châu Á, Triều Tiên vừa bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Đông trong ngày 12 tháng 9, một tuần sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ phải trả giá đắt cho các cuộc tập trận chung. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS cho biết, các tên lửa của Triều Tiên được phóng vào lúc 7 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương, bay khoảng 360 km và rơi xuống Biển Đông. Theo hãng thông tấn Yonhap, với tầm bắn này, nếu các tên lửa được bắn về phía nam, đủ để ảnh hưởng đến các thành phố lớn của Hàn Quốc như Seoul và Daejeon, cũng như các cơ sở quân sự quan trọng ở Gyeong và Gunsan. Quân đội Hàn Quốc lên án vụ phóng mới nhất là hành động khiêu khích, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên. JCS cũng tuyên bố sẽ đáp trả động thái này của Bình Nhưỡng. Thông điệp từ JCS có đoạn, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động khác của Triều Tiên, theo tư thế phòng thủ chung vững chắc giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ chúng tôi cũng sẽ duy trì năng lực và tư thế áp đảo để đáp trả mọi hành động khiêu khích. Gần đây nhất, vào ngày 1 tháng 7, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo, một trong số đó là tên lửa tầm ngắn, trong khi tên lửa còn lại phóng không thành công và rơi xuống đất liền. Các vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ phải trả giá đắt cho các cuộc tập trận khiêu khích, có tên gọi Onchi Freedom Shield vào mùa hè. Lâu nay, Triều Tiên luôn lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Seoul và Washington tuyên bố các cuộc tập trận quân sự chung chỉ mang tính chất phòng thủ. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!